Năm 2020, thuốc Humira của AbbVie là dược phẩm bán chạy nhất thế giới với doanh thu là 19,8 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng tập đoàn dược phẩm Pfizer cho biết sản phẩm vaccine chống dịch COVID-19 của họ hoàn toàn có thể đánh bại kỷ lục này trong năm. Và không chỉ là những lời nói đầu môi, bởi theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021 của Pfizer cho thấy, doanh thu vaccine của Pfizer đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 1 phần tư tổng doanh thu và hiện đang làm mảng đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho công ty. Tập đoàn này ước tính doanh số bán vaccine cho năm 2021 có thể đạt tới 26 tỷ đô la Mỹ, tức chiếm tới 60% nếu so với tổng doanh số năm 2020 và cao hơn 73% so với dự đoán trước đó. Có thể nói Pfizer đã trở thành một đề chế mới một dịch Covid-19 khi vaccine của hãng dược phẩm được săn lùng bởi nhiều quốc gia. Và lần đầu tiên trong lịch sử, đại dịch Covid-19 và Pfizer đã khiến mọi người trên thế giới hiểu rõ hơn thế nào gọi là vaccine hạng sang. Ông vua thuốc cường dương Trở thành một đề chế mới trong một dịch Covid-19, thế nhưng điều không mấy ai lưu ý là Pfizer từng nổi tiếng với dòng thuốc Viagra chuyên chữa trị cho những người yếu sinh lý. Đây cũng chính là sản phẩm thành công nhất đem lại cả về lợi nhuận lẫn hình ảnh cho Pfizer. Được sáng lập vào năm 1949 tại New York, Pfizer ban đầu chỉ là một nhà sản xuất hóa chất nhỏ tại New York. Năm 1991, các nhà khoa học của Pfizer vốn nghiên cứu một loại thuốc điều trị cao huyết áp và tim mạch. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, họ lại phát hiện ra tác dụng phụ làm cương cứng dương vật đến mức đáng ngạc nhiên của loại thuốc mới. Theo đó, Viagra làm tăng lưu lượng máu đến dương vật, qua đó trở thành một loại thần dược cho những người yếu sinh lý. Phát hiện này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc nghiên cứu và giúp Pfizer phát minh ra một trong những loại thuốc cường dương nổi tiếng nhất trong lịch sử. Thậm chí khi được tung ra thị trường vào năm 1998, Viagra nhanh chóng trở thành dòng thuốc bán chạy nhất. Chỉ trong 3 tháng mở bán, Viagra đã đem lại cho Pfizer hơn 400 triệu đô la Mỹ và doanh thu hàng năm sau đó đạt tới 1,8 tỷ đô la Mỹ. Loại thần dược này cũng được cho là có tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh nhất thế giới khi Pfizer ước tính đã có khoảng 62 triệu người sử dụng. Riêng quân đội Mỹ hàng năm phải chi bình quân tới 41,6 triệu đô la Mỹ cho Viagra để cung cấp cho quân nhân. Nhiều nhu cầu tăng cao mà giá thuốc Viagra đã tăng từ 15 đô la Mỹ trên một viên vào năm 1998 lên đến 65 đô la Mỹ trên một viên cho hiện nay. Đế chế vaccine hạng sang Vaccine của Pfizer là một trong số những sản phẩm sử dụng công nghệ mRNA tiên phong, được cho là có độ an toàn cao hơn cũng như hiệu quả hơn so với những phương pháp truyền thống. Công nghệ mRNA được nghiên cứu và phát triển bởi nhà khoa học người Hungary Carico Catalin. Tại Đức, một nhóm nghiên cứu mới cũng phát hiện ra tiềm năng của Carico Catalin. Công ty mới là BioNTech được thành lập, lấy trụ sở tại Mỹ. BioNTech chưa làm được gì nhiều cho đến năm 2020 khi đại dịch Covid-19 bùng nổ. Cùng với sự khôn khéo và tinh nhanh của một nhà dược phẩm và kinh doanh, Pfizer đã quyết định đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào BioNTech. Giữa năm 2020, Pfizer có trong tay một trong những loại vaccine Covid đầu tiên của thế giới. Tuy nhiên, mọi việc cũng không hề dễ dàng. CEO của Pfizer cho biết, khi chúng tôi chào hàng, họ chủ yếu chọn vaccine khác vì mRNA là công nghệ chưa được kiểm chứng vào lúc đó. Chúng tôi chào hàng cho tất cả quốc gia với mức giá khác nhau và nếu họ đặt hàng thì chúng tôi đã sẵn sàng. Đến mức chúng tôi làm phiền họ luôn mà. Các ông hãy ký hợp đồng, hãy ký hợp đồng. Sau đó, khi vaccine được thông qua vào tháng 12 năm 2020, khi mọi người thấy được hiệu quả của nó và sau khi một vài công ty khác gặp trục trặc, lúc này những nước không kịp đặt hàng và bắt đầu liên hệ với Pfizer để cố mua nhiều hơn. Và đến đây, Pfizer biết rằng cơ hội của mình đã đến tuy nhiên điều khiến Pfizer nổi trội hơn những vaccine mRNA khác là cái mắc hạng sang của chúng. Hãng Pfizer đã chi rất nhiều tiền để quảng cáo và đương nhiên giá vaccine của hãng cũng không hề rẻ cho cái mắc sản phẩm an toàn chất lượng cao cấp. Bình quân mỗi liều tiêm hai mũi của Pfizer có giá khoảng 39 đô la Mỹ, cao hơn rất nhiều so với mức giá giao động từ 4,3 đến 10 đô la Mỹ của hãng AstraZeneca. Hiện nay, Pfizer đang là vaccine được dùng phổ biến thứ hai trên thế giới với 106 triệu liều đã được giao trên toàn cầu và hãng đạt mục tiêu là 2,5 tỷ liều cho năm 2021. Việc Pfizer có lợi nhuận lớn từ vaccine COVID-19 và nhằm chủ yếu đến những nước giàu và các quốc gia đang phát triển đã mua hơn 87% số vaccine phân phối trên thế giới, trong khi những nước nghèo chỉ mua được 0,2%. Chính vì vậy, CEO Albert Bola của Pfizer, người được hưởng mức thu nhập là 21 triệu đô la Mỹ năm 2020, đã tự hào tuyên bố hãng có thể đạt doanh thu tới 73 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Dù từng bị nghi ngờ và chỉ trích về giá vaccine cao hơn rất nhiều so với hãng khác nhưng không thể phủ nhận, dưới góc độ là một nhà kinh doanh, Pfizer đã rất thành công trong việc dám liều lĩnh làm những điều không ai dám. Từ quá khứ là ông vua Viagra, cho đến nay là đế chế vaccine pfizer biontech đều cho thấy sự nhìn xa trông rộng tuyệt vời của pfizer